Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc, đã quán triệt phổ biến nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2024. Với phương châm huấn luyện đối với lực lượng bộ đội thường trực và đồng biên phòng dĩnh quân là cơ bản thiết thực vững chắc, đối với lực lượng dự bị động viên là cơ bản thiết thực hiệu quả đối với lực lượng dân quân tự vệ là cơ bản thiết thực chất lượng các lực lượng sẽ được huấn luyện đồng bộ chuyên sâu lấy thực hành làm chính đồng thời thực hiện nghiêm mệnh lệnh chiến đấu huấn luyện chiến dịch của bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện chặt chẽ đồng bộ sát giới nhiệm vụ phương án tác chiến huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí khí tài được trang bị đồng thời kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị huấn luyện với giáo dục bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Trần Quốc Tuấn, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tạo khí thế sôi nổi ngay từ những ngày đầu huấn luyện. Trong quá trình điều hành huấn luyện phải thường xuyên theo dõi và dự báo sát tình hình, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy quân khu, Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy quân sự thành phố về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn giới xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2024. Tại buổi lễ, các đơn vị Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đồng Biên phòng Vĩnh Quân và Ban Chỉ huy quân sự các phường xã đã ký kết giao ước thi đua huấn luyện giai đoạn 1 năm 2024.